Xin chào anh chị. Video này tài xin chia sẻ với anh chị về cái tình hình sổ hồng cũng như là cái tình hình pháp lý của dự án Bella Vita anh chị nhé. Thì thời gian vừa qua rất nhiều anh chị khách hàng đầu tư của Tài có hỏi về cái tình hình về sổ hồng đã có của dự án Bella Vita đã có hay chưa? Hay là nếu mà chưa có thì khi nào chủ đầu tư giao sổ hồng cho người dân? Thì qua cái video này thì Tài xin chia sẻ đến anh chị một số cái thông tin về pháp lý để cho anh chị nào đầu tư có thể nắm được cái tình hình pháp lý để anh chị có thể có cái kế hoạch đầu tư trong cái thời gian tiếp theo, hay là những cái anh chị có mua để ở thì anh chị cũng có thể nắm được cái tình hình ở đây để anh chị yên tâm anh chị ở anh chị nhé. Đầu tiên anh chị muốn tìm hiểu về cái tình hình toàn bộ cái dự án Bella Vista thì anh chị có thể cập nhật cái thông tin mới nhất tại cái trang web tài bất động sản.com anh chị nhìn trên cái màn hình này. Rồi, rồi anh chị chọn cái phần thông tin dự án, anh chị chọn Bella Vista thì trên đây trên cái trang web này của Tài thì Tài cập nhật cái tình hình mới nhất của cái dự án Bella Vista anh chị nhé. Thì đầu tiên Tài xin chia sẻ về cái sổ hồng của dự án Bella Vista. Thì hiện nay là dự án Bella Vista là chưa có sổ hồng từng nền để cấp cho người dân anh chị nhé. Hiện nay là chủ đầu tư chưa tách sổ hồng từng nền cho người dân. Và thứ hai, nhiều anh chị hỏi là tập đoàn Trần Anh Group có phải là chủ đầu tư của dự án này không? Thì Tài xin trả lời câu hỏi này là chủ đầu tư của dự án Bella Vista này là công ty cổ phần Hồng Lạc Long An anh chị nhé, công ty cổ phần Hồng Đạt Long An. Những anh chị nào đã sở hữu nền đất ở đây thì anh chị có thể mở cái hợp đồng của anh chị ra để anh chị đọc cái chủ đầu tư này là ai, chắc anh chị cũng đã biết rồi. Và cái công ty cổ phần Hồng Đạt Long An này là trực thuộc tập đoàn Trần Anh Group, và Trần Anh Group chỉ là đơn vị, hiện nay là Trần Anh Group là cái đơn vị phân phối cái dự án này thôi anh chị nhé. Trên giấy tờ thì công ty cổ phần Hồng Đạt Long An vẫn là chủ đầu tư của dự án này. Thì nếu mà chưa có sổ hồng á, thì hiện nay tình hình pháp lý của dự án Bella Vista này có cái gì? Thứ nhất, tình hình pháp lý ở đây là đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. Thì anh chị Tài có mở cái quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cho anh chị xem này. Đây là cái quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. Đó, anh chị nào muốn Tài gửi cái file quy hoạch chi tiết này thì anh chị có thể kết bạn Zalo với Tài nhé, để Tài gửi cái toàn bộ file chi tiết 1/500 cho anh chị thấy. Đây là địa điểm quy hoạch này, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An này, và cái tên chủ đầu tư là công ty cổ phần Hồng Đạt Long An anh chị thấy nhé, trên cái quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ấy. Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An người ta đã có cái quy hoạch chi tiết này rồi. Đây là cái quy hoạch chi tiết, trong cái văn bản quy hoạch chi tiết có các từng từng block này, từng khu N1, N2, R3, R4 đó, có từng khu, từng block. Đó, có từng con đường anh chị nhé, từng con đường và cái lộ giới này, vỉa hè này, có đầy đủ hết anh chị ạ. Anh chị nào muốn có cái file này, anh chị có thể kết bạn Zalo với Tài để Tài gửi cho anh chị nhé. Và tiếp theo là khi anh chị thông tin pháp lý là khi anh chị mua cái nền đất ở dự án Bella Vista này thì anh chị có thể yêu cầu chủ đầu tư này giao nền đất. Khi đó là ban quản lý dự án của dự án Bella Vista này sẽ xuống bắn tọa độ cho anh chị và bắn tọa độ ranh đất cho anh chị để anh chị thực hiện xây dựng anh chị nhé. Rất là đơn giản thôi, thủ tục rất là đơn giản thôi. Ban quản lý dự án sẽ kết hợp với địa chính của huyện, địa chính của huyện, địa chính tại khu vực này để thực hiện đo đạc anh chị nhé, anh chị yên tâm về vấn đề này. Và cái thông tin pháp lý tiếp theo là toàn bộ cái khu Bella Vista của mình đã được chuyển đổi lên thành đất thổ cư rồi. Anh chị có thể vào cái phần trang web để kiểm tra quy hoạch tại Long An để anh chị kiểm tra cái khu vực này. Đây là cái khu vực Bella Vista này. Anh chị nhìn lên trên màn hình trang web của Tài này. Đó, khu vực Bella Vista giai đoạn 1, 2, 3 này, giai đoạn 4 này. Đó, màu hồng nhạt là cái màu mà đã được
lên đất ở tại nông thôn này anh chị này. Anh chị thấy đã toàn bộ đã được chuyển đổi lên đất thổ cư hết rồi. Và hiện nay thì cái tình hình pháp lý ở đây là chỉ chờ chủ đầu tư tách sổ từng nền cho người dân thôi. Và theo tài tìm hiểu ở trên báo chí đó, chủ đầu tư người ta trả lời trên báo chí là hiện nay chủ đầu tư đang làm việc với cái cơ quan nhà nước để thảo luận, để đàm phán về cái tình hình thuế tại khu vực này. Hai bên đàm phán về thuế để sau khi đàm phán xong thì chủ đầu tư sẽ nộp thuế cho cơ quan nhà nước và sau đó sẽ tách sổ cho người dân anh chị nhé. Vậy thì một số anh chị có hỏi Tài là vậy khi nào chủ đầu tư ra sổ cho người dân, phải có thời gian cụ thể chứ? Thì hiện nay Tài cũng xin chia sẻ là Tài là môi giới tại dự án Bella Vista và môi giới tại cái khu vực Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng này. Thì Tài chỉ là môi giới thôi nên Tài không thể hứa với anh chị khách hàng của Tài là chắc chắn khi nào chủ đầu tư sẽ tách sổ, sẽ phát sổ cho người dân. Bởi vì như anh chị cũng đã biết thì để tách sổ cho người dân thì chủ đầu tư là người quyết định cuối cùng chứ không phải là bên Tài. Nên là nếu mà Tài hứa với anh chị là cuối năm nay hoặc là quý 1, quý 2 năm sau mà chủ đầu tư lại không ra theo đúng cái lời Tài hứa ấy, thì Tài rất là mất uy tín với các khách hàng của Tài. Bởi vì biết đâu sau này anh chị về đây anh chị sinh sống, anh chị về đây anh chị ở thì biết đâu là hàng xóm của Tài, thì Tài rất là không thích cái vấn đề đó. Tài chỉ muốn là khu nào chưa có sổ, khu nào chưa có sổ thì Tài nói là chưa có sổ, khu nào là có sổ rồi thì Tài nói là có sổ rồi. Để biết về cái tình hình về sổ hồng ấy, anh chị có thể thứ nhất khi mà Tài có cái thông tin chính xác, Tài sẽ quay một cái video đưa lên cái YouTube hoặc là Tài sẽ cập nhật trên cái trang web của Tài. Hoặc là anh chị có thể gọi điện đến trực tiếp chủ đầu tư để anh chị biết được cái thông tin chính xác nhất nhé anh chị nhé. Vậy thì đổi lại dự án Bella Vista này, đổi lại khi nó chưa có sổ thì anh chị được cái gì? Thứ nhất là anh chị có thể chưa có sổ nhưng anh chị đã có cái quy hoạch chi tiết 1 phần 500, anh chị có thể xây dựng theo cái quy hoạch chi tiết này. Thì cái tỷ lệ xây dựng ở đây là anh chị có thể xây dựng tự do anh chị nhé. Anh chị có thể xây dựng tự do và cái giới hạn về cái chiều cao là 11,8 m ở khu vực này. Thứ hai là anh chị thấy trên cái bản đồ vệ tinh là toàn bộ cái khu công nghiệp ở đây là khu công nghiệp Thái Hòa này, khu công nghiệp Him Lam đang được triển khai cạnh cái Bella Vista, khu công nghiệp Đức Hòa Ba và khu công nghiệp Ánh Hồng. Toàn bộ cái cụm khu công nghiệp này thì chỉ có một cái dự án Bella Vista này được xây dựng tự do nha anh chị nhé. Có thể anh chị muốn xây dựng nhà cấp 4 cũng được này, anh chị muốn xây dựng nhà một trệt một lầu hay là một trệt hai lầu đều được hết, nhưng mà giới hạn về cái chiều cao đó. Thì khi mà được xây dựng tự do đó, ở đây có ba cái dự án lớn. Thứ nhất là dự án Bella Vista này khoảng 93 hecta, dự án Vitaland ở đây là xây dựng theo quy hoạch này, xây dựng theo cái quy hoạch của theo chi tiết 1/500. Dự án Dareco này cũng xây dựng theo quy hoạch một trệt một lầu với anh chị nhé, xây dựng theo cái bản mẫu. Thì toàn bộ cái khu vực này chỉ có dự án Bella Vista này xây dựng tự do, thì khi đó nó sẽ hút người dân về đây sinh sống anh chị. Khi mà người dân về đây sinh sống nhiều á thì giá bất động sản sẽ tăng lên, và khi cái thời điểm mà chủ đầu tư ra sổ cho người dân thì tất nhiên là anh chị cũng biết là giá bất động sản sẽ tăng rất là cao. Thứ nhất là vừa có dân về đây sinh sống này, thứ hai là vừa có pháp lý cao nhất là có cái sổ hồng nha. Thì tiềm năng là tăng giá rất là cao. Cái đường tiếp theo là hiện nay là cái khu vực Đức Lập Hạ, Đức Lập Thượng là đang được cái thúc đẩy bởi cơ sở hạ tầng, và thúc đẩy có một cái thông tin là huyện Đức Hòa sẽ tiến lên cái thành phố Đức Hòa anh chị nhé. Đó là một số cái thông tin là Tài chia sẻ. Đó là cái toàn bộ những cái thông tin Tài chia sẻ về cái tình hình sổ hồng cũng như là cái tình hình pháp lý của dự án Bella Vista. Anh chị nếu muốn biết nhiều thông tin hơn thì anh chị có thể nếu biết thêm thông tin mới nhất thì anh chị có thể thường xuyên cập nhật tại cái trang web của Tài
Tài bất động sản.com, anh chị vào cái dự án Bella Vita, thì khi có thông tin mới nhất thì Tài sẽ cập nhật lên đây. Đó, anh chị nên xem cái tình hình pháp lý của dự án này. Tài đã cập nhật hết lên hết đây rồi. Quyết định 1/500, kiểm tra quy hoạch. Đó, Tài đã cập nhật lên hết lên đây để cho anh chị nắm được. Thứ hai là anh chị có thể vào cái trang kênh YouTube của Tài, anh chị đăng ký để anh chị nắm bắt được cái thông tin mới nhất. Khi mà có cái thông tin mới nhất thì Tài sẽ đăng lên đây cho anh chị. Thứ ba là anh chị có thể gọi điện trực tiếp chủ đầu tư để anh chị nắm bắt được cái tình hình pháp lý ở đây nha anh chị nhé. Thì Tài rất cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi cái video này cả Tài. Chúc anh chị một ngày làm việc thật là thành công, thật là nhiều sức khỏe anh chị nhé.